Mình tin chắc rằng 90% mẹ bỉm sữa thời hiện đại thì đều biết đến sự cần thiết của việc tiệt trùng bình sữa cho con. Và để lựa chọn một máy tiệt trùng nhanh này, đơn giản, giá bình dân thì mình thấy máy tiệt trùng hơi nước Steam 1 của Fastest Baby là một sự lựa chọn rất là hợp lý. Về ưu điểm thì Steam 1 có ngoại hình nhỏ gọn nhưng có thể cùng lúc tiệt trùng đến 6 bình cổ rộng và có thêm giá phụ kiện để núm ti rất là tiện lợi như thế này. Khả năng tiệt trùng của Steam 1 cũng rất là nhanh. Mỗi lần khử trùng thì mẹ chỉ cần dùng 75ml nước lọc và để máy làm việc chưa tới 10 phút là có thể khử khuẩn cho bình sữa của con yêu rồi. Để sử dụng máy thì bố mẹ chỉ cần cắm điện, xếp bình sữa vào và gạt nhẹ nút này một lần. Đèn báo sáng là máy đang hoạt động và tự tắt sáng để báo máy đã làm việc xong. Máy thì sẽ đi kèm một kẹp gấp tiện lợi vừa vệ sinh mà lại an toàn cho bố mẹ khi lấy bình ra sau khi tiệt trùng. Dù mình xếp rất nhiều bình cùng lúc nhưng từ cổ bình, núm ti hay các bình đều được tiệt trùng hơi nước rất là đều và sạch. Việc vệ sinh máy sau khi tiệt trùng cũng rất là đơn giản và tiếng máy của Steam 1 thì cũng rất là êm. Thế nên nếu bố mẹ đang lựa chọn dòng máy tiệt trùng hơi nước thì mình thấy Steam 1 rất là phù hợp để đầu tư nha.